Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì như các bạn cũng đã biết thì khi chúng ta sử dụng xe máy sau một khoảng thời gian dài thì chúng ta sẽ cần phải vệ sinh bộ chế hòa khí, hay trong Nam còn gọi là bình xăng con của nó. Thì ở dòng xe Simpson S51 này cũng vậy, chúng ta lại cần phải quan tâm nhiều hơn về bộ chế hòa khí của nó, bởi vì đây là dòng xe sử dụng xăng pha nhớt. Đấy, cho nên ở video này mình xin chia sẻ đến các bạn việc vệ sinh bộ chế hòa khí của xe Simpson S51 nha. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ mở buri ra để xem cái màu của buri, xem nó là đang dư xăng hay là thiếu xăng ha các bạn. Thì trường hợp này là dư xăng nè. Thì nguyên nhân cũng là một phần do bộ chế hòa khí này sau một khoảng thời gian dài hoạt động thì đôi khi phần nhớt không được hòa tan đều, cũng như là trong xăng có những cái cặn bẩn nha các bạn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng mở bộ chế hòa khí này ra và vệ sinh nó. Ok, bắt đầu thôi các bạn. Let's go. Ok, thì sau khi mà tháo rời ra từng chi tiết nhỏ của bộ chế hòa khí thì các bạn có thể sử dụng dung dịch RB7 hay các bạn có thể sử dụng dung dịch dành riêng để vệ sinh bộ chế hòa khí đó, để vệ sinh nó từng chi tiết một, các bạn xịt vào từng cái lỗ luôn để thông cái bộ chế hòa khí của các bạn, cho từng cái cặn bẩn này nó được đẩy ra. Ok, sau khi chúng ta đã hoàn tất việc lắp đặt hoàn chỉnh bộ chế hòa khí trở lại trên xe thì chúng ta sẽ mở khóa xăng để cho xăng tràn vào bên trong bộ chế hòa khí và cùng nhau chơi một trò chơi may rủi mang tên canh chỉnh xăng gió cho xe Simpson S51 nha các bạn. Rồi, thì sau khi đợi cho xăng chảy vào bên trong bộ chế hòa khí thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nha các bạn. Thì theo như sự chỉ dẫn của những người bạn bên Đức thì chúng ta sẽ bắt đầu là vặn ốc gió vào hết nấc, sau đó chúng ta sẽ nhả ra hai vòng nha các bạn. Rồi sau đó ta sẽ dặn ốc ga là cho nó lớn lên chút để cho cái ga nó được cầm chân đó. Đó, thì bây giờ mình thao tác nè. Rồi dặn ốc ga cho nó lớn lên nè. Đó, ok. Sau khi setup trước như thế xong thì bây giờ chúng ta sẽ nổ máy và vào việc thôi các bạn. Đó, thì cái này là dựa vào kinh nghiệm nha, cho nên là các bác các chú lớn tuổi người ta canh chỉnh xăng gió rất là hay đó, chứ còn coi trên lý thuyết thì nó không có ổn đâu các bạn. Đây, thì khi các bạn là siết ốc gió vào quá nhiều á thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là thiếu gió và thừa xăng, cái máy các bạn nó sẽ liệm xuống. Thì bây giờ các bạn sẽ nới ốc gió ra, các bạn nới ra thì sẽ là gió vô nhiều và xăng sẽ ít đi. Thì các bạn nới ra đến khi nào mà cái máy các bạn nó nổ rất là lớn đến đỉnh điểm thì các bạn ngưng, rồi bạn chuyển qua cái con ốc ga, các bạn vặn giảm ga lại ngược chiều kim đồng hồ để cho cầm chừng ga lăng ti, vậy là thành công nha các bạn. Đó, thì cái đó là cái kinh nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ như thế thôi, còn lại thì tùy mỗi người mỗi khác. Đây, đó, vặn ga lên thấy mượt là được. Lên xe đi luôn. Ok, bây giờ mình lên xe mình test chạy luôn các bạn. Đó, theo như cái đề xuất của vợ mình, chứ vợ mình có vẻ như không tin vào tay nghề của mình lắm.
Ok, như vậy Simpson của mình đã hoạt động trở lại rất là trơn tru ha các bạn. Như vậy nó cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Mình rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng với Simpson Sài Gòn Channel. Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi kênh của mình nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.